và các bạn thân mến, đối với những gia đình đang muốn sở hữu một chiếc xe thì dòng xe đa dụng 7 chỗ luôn là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất. Đơn giản vì chiếc xe này có khả năng chở cả gia đình và đồ đạc một cách thoải mái, cùng với đó là khả năng vận hành trên đường trường, đường địa hình cũng vượt trội hơn so với những dòng xe sedan. Vì lẽ đó mà phân khúc xe đa dụng hạng trung với mức giá phù hợp với điều kiện hầu hết các khách hàng Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một trong những chiếc xe crossover 7 chỗ tiêu biểu và đang được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe là mẫu xe thể thao đa dụng, được đặt tên theo thành phố Santa Fe ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Santa Fe được giới thiệu với phiên bản đầu tiên vào năm 2001 và là chiếc xe thể thao đa dụng đầu tiên của Hyundai. Là cột mốc quan trọng nằm trong chương trình tái cơ cấu của tập đoàn vào cuối thập niên 1990, mẫu xe này nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy của Hyundai và góp phần vào thành công của Hyundai ở Mỹ. Vào năm 2007, phân hạng của Santa Fe nằm giữa mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Hyundai Tucson và mẫu hạng sang Hyundai Veracruz. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe đã chiếm được niềm tin về chất lượng của người tiêu dùng và đạt được con số hàng chục ngàn xe bán ra. Đặc biệt, với phiên bản lắp ráp trong nước, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Hyundai thành công cũng đã kịp xuất xưởng 4.000 xe. Điều này cho thấy thực sự Santa Fe đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong bối cảnh phân khúc SUV crossover cỡ lớn ở Việt Nam rất khắc nghiệt với nhiều thương hiệu tham gia, đòi hỏi những yêu cầu cao nhất về chất lượng sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là chiếc xe Hyundai Santa Fe được thừa kế phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ biên bão cùng với một chút sự thay đổi nhỏ về ngoại thất để tối ưu vẻ mạnh mẽ và trẻ trung của chiếc xe này. Nhìn một cách tổng thể, dù kích cỡ không đổi với số đo dài rộng cao lần lượt là 4.690, 1.880 và 1.680mm, nhưng Santa Fe cho cảm giác khỏe khoắn, gọn gàng và bắt mắt hơn. Về nội thất, ghế ngồi của xe được bọc da cao cấp, có chức năng chỉnh điện 12 hướng ở ghế điều khiển, phía trước là vô lăng 3 chấu, có thể điều chỉnh 4 hướng và được tích hợp rất nhiều phím chức năng hỗ trợ cho người lái như nghe gọi điện thoại, kiểm soát hành trình. Bảng đồng hồ phía sau vô lăng được thiết kế rất đẹp mắt với hai cụm đồng hồ chỉ tốc độ vòng tua và đồng hồ công tơ mét. Ở giữa là màn hình hiển thị các chức năng chính của xe. Phía dưới bảng điều khiển trung tâm là các nút điều chỉnh loa và điều hòa được thiết kế trang nhã. Hàng ghế thứ hai sở hữu chiều rộng lớn nhất trong phân khúc, tạo cảm giác thoải mái khi để chân cho hành khách. Về khả năng vận hành, ấn tượng đầu tiên khi cầm lái chính là chiếc vô lăng của xe rất nhẹ và mượt, phù hợp cho cả nữ giới khi lái xe. Santa Fe trang bị hệ dẫn động 2 bánh cho phiên bản tiêu chuẩn, đi kèm hộp số tự động 6 cấp cho khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Cũng như ở một số mẫu xe khác của hãng Hyundai thì chiếc xe Santa Fe này cũng có 3 chế độ lái có thể điều chỉnh ngay trên vô lăng là Eco, Normal và Sport. Ở chế độ Eco, tay lái nhẹ và vận hành khá thoải mái, chân ga cho cảm giác phản hồi chậm hơn khi người lái đạp ga tăng tốc. Ở chế độ này, hộp số 6 cấp của Hyundai Santa Fe sang số khá sớm, ở khoảng vòng tua 1900 vòng trên 1 phút. Đây là chế độ phù hợp cho việc vận hành trong thành phố. Ở chế độ lái Normal, mọi thứ từ vô lăng cho đến chân ga đều ở mức trung tính, không có gì đặc biệt. Có lẽ đây là chế độ để những lái xe muốn tìm kiếm sự thoải mái khi vận hành trên nhiều cung đường khác nhau mà không cần phải quan tâm đến chế độ gì, lái như thế nào. Cuối cùng là ở chế độ Sport thể thao, vô lăng của Hyundai Santa Fe đầm chắc và nhạy hơn, đặc biệt là cảm giác chân ga thì lại tốt hơn rất nhiều khi phản hồi gần như ngay lập tức. Santa Fe cũng tập trung nâng cấp hệ thống an toàn như hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống an toàn 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, giám sát điểm mù và cân bằng điện tử. Khi đi ở tốc độ cao, xe vẫn mang lại cảm giác chắc chắn không bị bồng bềnh. Đặc biệt là khả năng cách âm của xe rất tốt, tiệm cận với những chiếc xe hạng sang. Với một số thay đổi nhỏ, để tối ưu vẻ bề ngoài cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Chắc chắn, Hyundai Santa Fe sẽ duy trì việc vị thế của mình trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tại Việt Nam. Hy vọng rằng với những trải nghiệm và đánh giá vừa rồi, quý vị và các bạn đã có một cái nhìn rõ hơn về chiếc xe Hyundai Santa Fe, để từ đó chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe crossover ưng ý cho bản thân và cũng như là cho gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.